Chào mọi người. Hôm qua hai chồng mình đi chụp hình đó. Trước khi chụp á thì có ghé cái quán này ăn cơm nè. Quán sushi, Master Sushi. Đó. Thì vô gọi món xong là người ta bưng ra dĩa xà lách trộn cho mình ăn trước nè, với dĩa cháo. Không biết cái ông bận quần trắng áo xanh đó là chủ hay quản lý mà rất là đẹp trai. Để kiểu tóc rất là sành điệu, giống như là hớt hai bên ngắn lên xong cái còn chánh giữa dài cái buộc ngược lại phía sau đó mọi người. Trong phim Hoa Du Ký có cái mà sa tăng để cái đầu đó đó, biết có ai coi không ha. Người ta cho mình ăn khai vị món salad nè. Đó, bây giờ người ta bưng ra sushi nè. Mình thì không có ăn được đồ sống cho nên chồng mình chỉ ăn thôi. Mình thì ăn cơm với lại mì ủ trung. Theo thì nó ăn cơm chiên bột. Chồng mình thì ăn sushi. Người Hàn người ta thích ăn đồ sống ha. Gỏi cá sống, gỏi thịt sống, rồi sushi, đồ người ta ăn ngon. Mình nói lớn ở đồng ở ruộng không có ăn, biết ăn mấy cái món sống. Không có biết ăn mấy cái món sang chảnh này chắc. Người ta bưng ra cho mình cái tô này nè. Cái tô này giống như là húp nó ngon ngọt lắm. Giống như là canh đậu tương mà người ta hay là cái nước dùng của mì hồ tông cũng không biết nữa. Biết sao mà ngon lắm. Đó. Tôm chiên bột của thầy Hô ra. Thầy Hô nó rất là thích ăn tôm. Bữa nay hỏi nó con muốn ăn gì cái nó nói nó muốn ăn tôm đó. Cho nên là vô đây kêu tôm chiên bột cho nó nè. Cái lá này là cái lá gì mà người ta chiên luôn với bột giòn khấu luôn ăn cũng đã lắm mọi người. Lá này ngon. Ngộ ha. Ăn ké của thằng Tè Hô. Con tôm. Hai chồng ăn ké của thằng nhỏ nè. Nó ăn còn cái khúc đuôi. Nó ăn không được, nó lè ra. Nuốt luôn khúc đuôi nó mới tài chứ. Lè ra là quá bình thường. Chồng mình làm cũng nhanh quá ha. Dĩa sushi được chừng chục cục cũng làm cũng lẹ dữ ha. Dĩa sushi vậy bên hàng này ta bán tầm 12.000 won. Hình như là 12.000 won đó, mình nhớ mang máng 12.000 won. Wow.
bao nhiêu tiền? Khoảng 240.000 tiền Việt. Đó, bây giờ mì udon với lại cơm xào trong trong thố, cơm xào cá hồi với kim chi. Cái này để chừng tầm 20 phút sau nó vẫn còn nóng hổi luôn á, ăn không khéo là phỏng lưỡi luôn mọi người, trong cái thố bằng đất này nè. Ở trên lớp đỏ đỏ là trứng cá hồi đó. Trứng cá hồi người ta xào với kim chi, với cơm, với hành rồi này kia. Rắc miếng mè rồi lên. Thì cái thố cơm này đi kèm với lại cái dĩa sushi này đó, bộ combo của nó đó. Với người ta cho thêm miếng thịt. Ăn đi, ăn cái đó thử không? Bây giờ là mình ăn mì udon. Thực ra là mình hôm nay thật sự là không có muốn ăn mì udon, ăn được sushi, nhưng mà tại vì chồng mình thích ăn sushi đó, cho nên đi vậy thôi. Chứ thực ra là bữa nay tính đi ăn phở đó. À mọi người ơi, mình cao 1m65, chồng mình cao 1m78 nha mọi người. Hôm qua đăng video lên với lại hôm kia thì có nhiều anh chị em vô hỏi chiều cao của hai vợ chồng mình. Đây, mời mọi người ăn một muỗng nè. Bữa nay ăn ở quán người ta cho nên không có được tự nhiên như ở nhà, không có dám hỏi dính chưa. Mọi người thông cảm nha. Mình có bầu mà không mập nổi ha mọi người ha. Ai cũng vỡ mình ốm hết trơn á, trong khi mình ăn như trâu bò. Nhưng mà miễn sao em bé không có sụt ký được rồi, em bé vẫn phát triển đầy đủ cân nặng, phát triển bình thường, không có bị ốm o gầy mòn thì được rồi. Mình thì sao cũng được. Mọi người thấy không? Cơm nó vẫn còn nóng hổi luôn. Để nãy giờ cũng tầm 5-7 phút rồi đó mà nó còn bốc khói nghi ngút. 10 phút luôn rồi đó chứ, nãy giờ bưng ra cũng 10 phút rồi đó. Thầy hôn nó chua mỗi nó thổi phụ mà nó không ăn. Không ăn thì mẹ ăn. Sao cái quán này nó không cho mình kim chi nè? Kim chi mà ăn nó lạt lẽo, nó kêu kim chi mà kim chi rửa sạch á, mà nó cho chừng có hai miếng à, chút chiếc thằng siêu à, không đủ thì hơn nó ăn nữa.
cộng mì udon này nó như là cộng bánh canh vậy đó ha, bự nó tròn như cộng bánh canh vậy đó. Rồi bây giờ chồng mình ăn xong đủ uống cà phê. Mà nói thiệt ra hai chồng mình đâu có đứa nào uống được cà phê đâu. Chồng mình là không uống một giọt cà phê, là uống có nhỏ uống nhầm đi chăng nữa là cũng phun cái phẹt ra liền á. Còn mình thì uống cà phê sữa đá được, rất là ngon. Mà cà phê không thì không có uống được. Thề hơn nó đòi muốn cái này cho nó uống. Giống như nước ngọt chứ, không phải. Dĩ ăn cái bánh này nó bán trong đây nữa nè. Cái gì là 3.000. Ở trong nó có bắp bơ với phô mai rồi. Hai cha con nó ngồi xử cái bánh, mình ngồi nhìn thôi. Nói chung là cũng không có muốn ăn mà thấy hai cha con nó ăn ngon quá. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào, tạm biệt và nhớ nhấn subscribe, đăng ký, like và comment để ủng hộ kênh của mình nghe. Tạm biệt mọi người.